Thì ở đây cái bộ hồ sơ đây là công trình nhà vườn Mây Thái mà bạn Nguyễn Thị Huyền Trang ở Đô Lương, Nghệ An đã đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì đây các bạn sẽ nhìn, bao giờ chúng tôi cũng in thành hai cuốn. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân, rất vui mừng gặp lại các bạn. Và hiện tại mình đang ở Bi Đận, trung tâm của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay rất vui mừng là chia sẻ với các bạn cái bộ hồ sơ mà đơn vị chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh cho em Huyền ở Đô Lương, Nghệ An các bạn nhé. Sau khi em Huyền xem được rất nhiều video của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, hiện tại thì em đang đậu ở nước ngoài và muốn xây dựng một căn nhà mơ ước ở quê hương Việt Nam. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ cái bộ hồ sơ phát nhanh, bộ hồ sơ này cho em Huyền ở Đô Lương, Nghệ An các bạn nhé. Thì mời các bạn cùng tôi vào trong trung tâm của Bưu điện thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thì đây là cái vị trí rất là quen thuộc mà chúng tôi hay chuyển phát nhanh những bộ hồ sơ bản vẽ cho tất cả các khách hàng ở nước ngoài, các bạn trẻ đang lao động ở nước ngoài mà cần tư vấn thiết kế nhà. Thì những cái bộ hồ sơ mà đơn vị chúng tôi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện này là đa số là các khách hàng là ở nước ngoài, những các bạn trẻ đang lao động ở nước ngoài. Thì mời các bạn chúng ta vào bên trong để xem các hoạt động của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Rồi, xin mời các bạn chúng ta vào bên trong nhá. Thì đây là cái khu vực vị trí rất là quan trọng, mình hay chuyển phát toàn bộ hồ sơ cho tất cả các bạn trẻ là đang lao động ở nước ngoài. Thì Huyền Trang là một khách hàng của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì bạn đang lao động ở nước ngoài và biết đến đơn vị chúng tôi, thì chúng tôi đã hôm nay thì chúng tôi hoàn thiện xong hồ sơ bản vẽ và chuyển phát nhanh cho Huyền Trang về Đô Lương, Nghệ An các bạn nhé. Thì mời các bạn sẽ xem một số hoạt động của đơn vị. Em ơi, cho anh cái phiếu ghi trước. Đi cho anh cái tờ ghi trước. Anh ghi cho khách. Tôi rất vui làm cái việc này các bạn nhé, lại ghi chép các cái thông tin để chuyển cho khách và các bạn là sẽ cùng tôi. Thì đây là cái vị trí cái bàn mà tôi rất là yêu thích ở vị trí này, đã ngồi ghi chép cho tất cả các quý khách hàng trong toàn quốc. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái hai cái phiếu thứ nhất để các bạn cái này này, chúng ta ghi xong đấy thì chúng ta sẽ dán vào cái hộp chuyển cho khách, còn cái phiếu tiếp theo là cái phiếu này thì chúng ta sẽ ghi chép các thông tin khách hàng vào đây. Thì tôi giữ lại một phiếu, còn đâu chuyển lại hai phiếu cho bưu điện thì các bạn cùng tôi xem phần ghi chép này. Và bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ quan sát vào đây, tôi sẽ chia sẻ các bạn bộ hồ sơ của công trình này. Thì ở đây các bạn quan sát thì đây là cái phiếu chúng tôi đã ghi xong, thì bạn cameraman sẽ ghi gần lại. Thì các bạn nhìn này, các bạn sẽ gõ EG này 20067955VN thì các bạn vào VNPost nhé. Các bạn VNPost các bạn tra này thì biết cái bưu phẩm đâu. Thì ở đây cái bộ hồ sơ đây là cái công trình nhà vườn Mây Thái mà bạn Nguyễn Thị Huyền Trang ở Đô Lương, Nghệ An đã đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì đây các bạn sẽ nhìn, bao giờ chúng tôi cũng in thành hai cuốn các bạn nhé. Đây một cuốn dành cho thợ này, một cuốn này thì tôi sẽ cầm ngang lên cho các bạn dễ nhìn này.
Các bạn hãy quan sát dễ nhìn nhé. Thì ở đây là cái không gian mặt tiền phía trước công trình này. Còn đây chiều sâu này, tôi sẽ mở thêm cho các bạn một cái bản vẽ 3D nữa, các bạn nhìn. Đó. Đây thì cái mặt tiền phía trước của công trình. Thì các bạn nhìn đây mặt tiền phía trước và đây cái phía đằng hồi của công trình nhé. Thì các cái vị trí chi tiết cột trụ thì đấu đá đắp chúng tôi thiết kế rất là đơn giản. Và từ cái mái chữ A này các bạn nhìn cũng rất là gọn. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn tiếp một cái bản vẽ từ trên cao, nhìn toàn bộ cái không gian của công trình nhà này. Thì đây các bạn sẽ nhìn cái bản vẽ từ trên cao. Đây các bạn nhìn này. Đấy, với cái bản vẽ từ trên cao đây thì các bạn nhìn đây cái hệ mái chữ A này là mái vào sảnh hiên này. Tiếp theo là mái này và đây một cái mái nữa. Đấy ba mái nhá. Đấy 1 2 3 mái này. Và đây cái công năng bên trong thì mình sẽ mở các bạn cái bản vẽ công năng bên trong. Thì mình sẽ nâng cao lên cho các bạn nhìn này. Ở đây thì chúng ta sẽ quan sát này. Các bạn bước. Ở đây các bạn bước này. Chúng ta quan sát nhé, chúng ta sẽ bước bậc vào đây thì khu vực sảnh hiên này, đến đây phòng khách này, bên này phòng thờ này. Và đây là một phòng ngủ này, cửa vào phòng ngủ này. Qua cái hệ lam này, chúng ta đến cái sảnh phụ đây thì các bạn vào đây khu vực bếp này. Và đây khu vực nhà tắm vệ sinh chung này. Ở đây chúng ta phòng ngủ nữa thì tổng chúng ta có 3 phòng ngủ và có cái hành lang chúng ta đi ra khu vực vườn rau. Thì thông số kích thước cụ thể thì các bạn sẽ quan sát, tôi sẽ mở cái bản vẽ một cái bản vẽ mặt bằng cho các bạn nhìn nhé. Đây, thông số cụ thể bản vẽ mặt bằng các bạn quan sát này. Với cái bản vẽ mặt bằng này các bạn nhìn đây khu vực phòng khách là 25m², phòng thờ 10m², phòng ngủ số 1 17m², phòng tắm và vệ sinh chung ở đây là 5m², phòng ngủ số 2 14m², phòng ngủ số 3 15m² và khu bếp với bàn ăn là 22m². Thì chúng ta đi lối cái cửa này vào khu bếp và sau này chúng ta nấu nướng ở đây thì các bạn đi vào đây và đưa rác vào đây đi ra ngoài này không qua khu vực phòng khách. Thì các bạn chú ý như vậy. Thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green cứ 2D thì chúng tôi sẽ có một cái bản vẽ 3D cho các bạn. Đây ví dụ tôi sẽ mở cái bản vẽ 3D này. Đây là bản vẽ ngói này. Thì đây là 3D mái ngói này. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bản vẽ phần diềm mái này, sau đó chúng ta sẽ bản vẽ 3D cốt thép diềm mái này. Thì cứ bản vẽ 2D chúng tôi có 3D. Đấy, thì bộ hồ sơ tương đối là dày. Thì mình cũng chia sẻ nhanh cho các bạn là cái bộ hồ sơ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển toàn bộ cái hồ sơ này cho em Nguyễn Thị Huyền Trang ở Đô Lương, Nghệ An. Thì Huyền Trang đang lao động nước ngoài. Thì khi biết rất nhiều các thông tin về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì Huyền Trang cũng đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế. Thì những bạn nào đang lao động ở nước ngoài, tôi nhắc lại thì các bạn cái quy trình thiết kế như sau. Các bạn hãy liên hệ ngay với tôi theo số điện thoại hotline 0386 325 566. Tiếp theo thì sau khi liên lạc với tôi qua số Zalo, Viber hoặc Facebook bằng số điện thoại trên thì chúng tôi sẽ lên mặt bằng, lên 3D cho các bạn duyệt. Rồi ok, đến bước số 2 là chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ cái hồ sơ bản vẽ này in thành hai cuốn luôn các bạn nhé. In thành hai cuốn. Đấy, để cho các bạn một cuốn này dành cho thợ xây và cuốn này cho các bạn giữ. Và trong hai cuốn này thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ có một cái món quà rất là ý nghĩa và đặc biệt dành riêng cho chủ nhà, và chỉ có ai có cái bản vẽ của nhà đẹp Green thì mới biết được cái tâm sự, những cái món quà riêng quý giá này dành cho các khách hàng. Cảm ơn các bạn nhé. Vừa rồi thì mình đã ghi chép xong các cái thông tin và bây giờ thì mình sẽ chuyển toàn bộ cái hồ sơ bản vẽ này về Đô Lương, Nghệ An nhé các bạn nhé. Thì hôm nay là thứ hai, thứ ba thì sáng thứ tư thì em Huyền ở Đô Lương, Nghệ An sẽ nhận được toàn bộ cái hồ sơ của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì cái hành trình di chuyển hồ sơ bản vẽ này đến Nghệ An thì tôi chỉ di chuyển chỉ khoảng tầm 5 mét thôi. Thì các bạn sẽ đến với Nghệ An ngay lập tức bây giờ. Ok, các bạn cùng tôi nhé. Trong quá trình chúng ta chờ đợi thì các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hỏi về nhà đẹp Green thì các bạn cứ comment ở phía dưới thì tôi sẽ dành thời gian trả lời các bạn. Thì chúng ta vẫn phải sống theo văn hóa xếp hàng các bạn nhé. Bạn nào đến trước thì chúng ta sẽ ưu tiên, còn đâu thì chúng ta đến sau thì chúng ta sẽ chờ đợi. Khi nào xong thì sẽ đến lượt chúng ta đúng không ạ? Thì hôm nay ở bưu điện tương đối đông các bạn ship hàng chuyển đi tất cả các tỉnh thành. Thì mình một trong những khách hàng của bưu điện trung tâm Uông Bí Quảng Ninh. Thì các bạn sẽ được lắng nghe thứ năm này sáng mai mình sẽ chuyển một bộ hồ sơ nữa vào trong Quảng Bình quê ta ơi. Các bạn nào ở Quảng Bình mà cần tư vấn thiết kế nhà thì cứ comment dần đi nhá. Thì buổi sau mình sẽ phát video cho các bạn một khách hàng ở Quảng Bình đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cái căn 2 tầng các bạn nhé.
Ok, trong lúc chờ đợi thì mình có cái phiếu chuyển hàng lần trước, bây giờ mình sẽ lấy tiền, thì gồm có cái phiếu màu hồng này cùng với cái chứng minh thư nhá, thì các bạn sẽ lấy tiền. Để lấy tiền thì các bạn sẽ qua chỗ chị bên này xinh đẹp bên đây, thì mình sẽ lấy tiền. Chị em chị lấy tiền, lúc nào gặp chị cũng vui, thì được gặp chị thì được lấy tiền. Em gửi chị các cái thông tin của em. Phải chờ đợi một chút các bạn, hôm nay dư lượng rất là đông, từ việc lấy tiền cũng đông mà chuyển bản vẽ cũng đông. Vào hôm thì các bạn thấy một mình thôi, nhưng hôm nay thì rất là đông. Tôi rút kinh nghiệm đằng sau rồi xong rồi bấm luôn vì cái đấy nó quan trọng luôn. Xin chào em đến với kênh thiết kế thi công. Em đang làm kênh à? Thế à, đang làm kênh. Chạy kênh gì? Em chạy kênh phân bón. Phân bón. Cái tài khách hàng nó dùng lên cái tài quán. Rồi cũng đến lượt mình nhé các bạn nhé. Cho anh cái hộp đó. Chiếc hộp đèo. Đây em cho hai bản vẽ này giúp anh. Có. Bên anh xả tiền cước phí. Có thu ở tiền luôn. Như lần trước mình chia sẻ với các bạn là nếu mà thu tiền của khách hàng thì chúng ta sẽ dùng cái băng dính màu vàng có cái logo của VNPost ấy. Đấy, đây là cái nghiệp vụ về chuyên ngành mình được học lỏm rồi các bạn. Đấy. Rồi. Đúng rồi, ok. Thì đây là cái sản phẩm hoàn thiện khi đến tay khách hàng. Khi khách hàng sẽ nhận được cái hồ sơ bản vẽ thì đã được bọc trong một cái hộp rất là đẹp của VNPost. Thì cái hộp này sẽ giúp bảo quản cái bản vẽ của nhà đẹp Green. Và sau đó thì các bạn khi nhận hồ sơ bản vẽ thì các bạn sẽ kiểm tra đúng hồ sơ bản vẽ của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy nhé các bạn nhé. Có phải ghi lại cho em. Tiền anh trả, tiền cước đi anh trả. Thì em chỉ thu lại đúng cái số tiền của bản vẽ thôi. Chỉ 2 hôm thì sẽ đến Đô Lương Nghệ An, thì bạn Huyền Trang sẽ nhận được toàn bộ hồ sơ cái bản vẽ của công trình này. Thì cái việc dịch vụ chuyển phát nhanh thì rất là nhanh các bạn nhé. Thì tất cả mọi cái chúng ta sẽ di chuyển. Kể ở trong Sài Gòn thì các bạn cũng nhận rất là nhanh, 2 hôm thôi. Hôm nay thì mình gửi sang năm nó nhận được. 176.000. Em cất đi giúp anh. Cái tờ kia đưa lại cho anh chưa nhỉ? Đây, ok. Xong rồi các bạn. Vừa rồi thì mình đã làm xong cái thủ tục chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ bản vẽ về Đô Lương Nghệ An. Thì bây giờ cái tờ này mình giữ lại. Sau đó thì buổi sau lên đây lấy tiền thì sẽ kẹp với chứng minh thư nữa là xong các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ hoàn thiện quá trình chuyển giao hồ sơ bản vẽ cho khách hàng. Thì mình sẽ giữ lại cái tờ giấy biên lai màu hồng này. Trong quá trình làm video ấy, các bạn mà có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì các bạn cứ hỏi, mình sẽ dành thời gian trả lời tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ rất là nhiều kỷ niệm cho thế hệ các bạn là 8X, các bạn 9X. Ngày xưa chưa có Zalo, chưa có Facebook. Giống như câu chuyện ông bà tôi yêu nhau thời chưa có Zalo, Facebook ấy. Thì chúng ta sẽ yêu nhau bằng cách nào? Chúng ta sẽ gửi thư qua cái hộp thư này. Thì chúng ta sẽ nhận được, mỗi một lần nhận được một bức thư thì các bạn có rất nhiều cái cảm xúc. Và mỗi lần tôi đứng cạnh cái hộp thư này thì tôi cũng có một cái cảm xúc riêng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Và những cái hành trình, những cái bộ hồ sơ bản vẽ đi khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, thì các bạn ở nước ngoài thì hãy gọi cho chúng tôi, còn ở trong nước thì cứ gọi cho tôi. Nếu tôi tất cả mọi hồ sơ bản vẽ công trình thứ 2D có 3D để cho tất cả các thợ ở tất cả các vùng quê đều làm được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nhé. Để qua video này cũng cảm ơn gia đình em Huyền Trang
ở Đô Lương, Nghệ An đã biết đến đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc em luôn luôn xinh đẹp và đại gia đình của mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công hơn nữa cuộc sống. Cảm ơn tất cả các quý khán giả đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.